Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Minh Hoàng, cây viết quen thuộc của kênh Sóng Truyện Ma chúng ta. Và chính vì đã quá thân thuộc, vì vậy thì sẽ không giới thiệu thêm về bạn ấy nữa. Quý khán thính giả nào mà lần đầu tiên biết đến kênh Sóng Truyện Ma thì hãy ủng hộ cho Thi bằng việc like, share và nhấn đăng ký kênh nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng bước vào câu chuyện ngày hôm nay với Thi. Câu chuyện có tựa đề Phòng trọ oan hồn, tác giả Minh Hoàng. Tuấn, một chàng sinh viên năm nhất trường đại học ngoại thương. Cậu sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Cần Thơ gạo trắng nước trong. Tuy gia cảnh không khá giả, nhưng được cái là ham học. Suốt 12 năm, không khi nào tên của Tuấn không nằm trong danh sách những học sinh giỏi của trường. Đó cũng chính là lý do khiến cho cha mẹ của Tuấn cố gắng làm lụng. Họ chẳng thiết gì mà toàn tâm toàn lực lo cho cậu được ăn học đến nơi đến chốn. Ngày nhập học, cha của Tuấn đã phải bán một con bò giống để có tiền cho con trai lên thành phố. Nhưng số tiền này thực ra chỉ đủ để đóng học phí thôi. Tuấn không dám xin thêm mà lén bán mấy món đồ cũ của mình. Tất cả gom được gần 2 triệu. Số tiền này không biết có sống được nổi một tháng trên thành phố hay không. Nhưng với một người vượt khó như Tuấn thì mảnh đất Sài Thành này chẳng thể làm khó được cậu. Ngay khi vừa mới đặt chân tới, Tuấn đã tìm được cho mình một công việc chạy bàn cho một quán cơm gần trường học. Anh chủ quán thấy cậu thật thà chất phác nên nhận vào làm ngay. Biết được tin Tuấn chưa tìm được chỗ trọ nên anh còn tốt bụng cho cậu ở nhờ lại quán vào ban đêm. Tuấn rất biết ơn, nhưng cậu xác định rõ đây chỉ là phương án tạm thời mà thôi. Khi mọi thứ dần ổn định thì cậu sẽ bắt đầu tìm trọ. Thấm thoát đã gần một tháng kể từ ngày lên thành phố, Tuấn cũng đã dành dụm được gần 3 triệu đồng từ việc phụ chạy bàn và làm một vài việc lặt vặt khác. Có được số tiền kha khá, Tuấn quyết định gọi về cho gia đình thông báo tháng này không cần gửi tiền cho cậu. Ngày hôm sau, cậu mượn chiếc xe đạp của chủ quán rồi bắt đầu đi tìm trọ. Tuy nhiên tới giờ thì Tuấn mới bắt đầu thấy khó khăn và hối hận. Khi những khu trọ cho sinh viên thuê ít nhất phải gần 2 triệu, Tuấn lại không có bạn bè gì nên việc tìm người ở chung là không thể. Cậu cũng không dám ở ghép với người lạ vì sợ nhiều rắc rối sẽ phát sinh. Hơn nữa, có bấm bụng thuê trọ thì phải đặt cọc 3-4 tháng thì người ta mới cho thuê. Nên hết ngày, Tuấn lại lủi thủi trở về lại quán cơm. Anh Khiêm chủ quán trông thấy gương mặt bí xị của Tuấn thì phì cười. Tìm không có ai trọ làm sao mà mặt mũi như mất sổ gạo thế cô. Tuấn cười trừ rồi gật đầu. Thấy thế anh Khiêm mới thở dài. Ơi, ở đây toàn như thế không à? Mà sao em không vô cái túc xá ở đi? Nghe nói trong đó nó rẻ hơn thuê ngoài nhiều. Dạ em cũng tính rồi, nhưng mà ngặt nổi đăng ký chậm quá, hết mất sức. Giờ muốn có thì phải đợi sang năm. Anh nói mấy lần rồi, mày cứ ở lại quán anh đi. Tuy là nó không có rộng rãi gì, nhưng mà ít ra cũng có chỗ để ngã lưng. Tuấn lại cười trừ. Bởi ở đây khá nhỏ, chỉ đủ để gia đình ba người anh Kim sinh hoạt. Mọi hôm Tuấn toàn xếp bàn lại rồi nằm ngủ, đến chỗ học cho đàng hoàng cũng không có. Thôi, để mai em đi kiếm chỗ khác. Em có đứa bạn ở gần đây nè, chắc nó còn chỗ cho ở ghép đó. Lời nói của Tuấn thật ra chỉ để cho anh Kim an tâm mà thôi, chứ thật ra cậu làm gì có người bạn nào như vậy. Trưa hôm sau, khi hết ca làm thì Tuấn lại đạp xe đi tìm trọ. Vẫn là những cái lắc đầu, vẫn là những sự từ chối của chủ trọ khi Tuấn trả giá. Xế chiều,
khi Tuấn tấp vào một cái quán nước mía ngay vỉa hè. Ông chủ quán vừa quay cái bánh xe xay nước mía, vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tuấn. Sinh viên năm nhất hả? Câu hỏi cộc lốc của ông làm cho Tuấn giật mình. Cậu khẽ gật đầu. Dạ, con năm nhất đại học ngoại thương. Trường ngoại thương mà sao cô lẫn quẩn xuống tốt gì đây mận chi vậy? Dạ, con đi tìm trọ. Sau đó, Tuấn ngồi kể lại sự khó khăn khi tìm trọ của mình mấy hôm nay. Nghe xong, ông cười kha kha. Tưởng cái gì, qua khu tàu sống, một tháng còn 1 triệu hả? Hai người á, thì 1,5 triệu. Ông ta vừa dứt lời, hai mắt Tuấn sáng rỡ. Cậu đặt vội ly nước mía xuống bàn. Thế không ông? Ông không có giỡn ấy chứ? Trời đất ơi, đâu già vậy còn đi nói giỡn làm chi mày? Nếu muốn á, mày đợi chút nữa đi, tao bán xong tao dẫn tới đó coi thử. Mà kêu chú đi mày ơi, ông già quá, tao không có thích. Mừng như nhặt được vàng, Tuấn hồ hởi vân dạ liên hồi, mà trong lòng tràn đầy hy vọng. Cậu ngồi chờ cho đến hơn 6 giờ tối thì ông nọ bắt đầu dọn hàng. Tuấn không ngần ngại phụ ông dọn dẹp đống bàn ghế. Cũng nhờ đó mà có lẽ bước đầu cậu đã lấy được chút thiện cảm từ người này. Ông đẩy cái xe nước mía, còn Tuấn thì dắt chiếc xe đạp. Hai người lủi thủi đi chừng 30 phút thì ngừng lại. Tới rồi. Tuấn đưa mắt nhìn lên thì thấy một tấm biển ghi hẻm 13. Con hẻm này tọa lạc ngay đường Phan Chu Trinh, phía nam của thành phố, kéo dài đến tận sâu bên trong. Ở đây tập trung đủ mọi loại thành phần, từ dân lao động phổ thông cho tới học sinh sinh viên. Bên trong rất ít nhà dân, hầu như toàn là những dãy trọ nối tiếp nhau san sát mà thôi. Một trong những dãy trọ lớn nhất trong hẻm này chính là dãy trọ của vợ chồng ông Thịnh. Ông năm nay cũng đã ngoài 60, nghe đầu có một người con trai, nhưng không ở trong thành phố. Hai vợ chồng cho thuê trên dưới hơn 20 phòng. Kinh tế không phải là vấn đề, nên việc họ cho thuê phòng với giá rẻ thì cũng là hợp lý. Tuấn sau một hồi được lắng nghe lai lịch của khu trọ, thì đã theo người đàn ông đến trước cửa một căn nhà tách biệt với những dãy trọ nằm san sát kia. Ông ấy từ từ cố định chiếc xe, rồi cất tiếng gọi. Thịnh ơi! Thịnh! Rất nhanh sau đó, cánh cửa của căn nhà kia mở ra. Một người đàn ông ngoài 60, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ trắng. Ông liếc mắt nhìn ông Sáu, rồi bình thản nói. Anh Sáu hả? Bữa nay tôi ngoạch trong người quá à. Mai rồi hả nhậu? Ông Sáu nghe vậy mới cười hề hề. Không có rượu nhậu, tôi đưa người á tới tìm trò đây nè. Nói rồi ông đưa tay chỉ vào Tuấn. Ông Thịnh kia nhíu mày, đưa mắt liếc nhìn cậu một lượt rồi nói. Nhập học hơn tháng rồi mà sao bây giờ mới đi tìm trò vậy con? Tuấn nghe hỏi thế thì cũng thật thà kể chuyện của mình. Nghe xong ông Thịnh gật gù. Lúc này bà Huệ vợ ông cũng bước ra và cũng có chút thương cảm với hoàn cảnh của cậu. Chuyện giá cả ở trọ của chú thì không có thành vấn đề. Chú sẵn sàng lấy cho con 1 triệu một tháng, bao điện nước luôn. Tuấn nghe vậy thì mừng rỡ. Trời đất, con cảm ơn bác. Nhưng mà bác vẫn phải thu tiền cọc 4 tháng đó, tức là một học kỳ. Chứ đề phòng để cho con rồi mà con mới ở 1-2 tháng còn đi mất, bắt đầu biết cho ai thuê được nữa. Phải đợi học kỳ sau may ra mới có người lận. Tuấn chần chừ một hồi. Trong túi cậu bây giờ chỉ vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng. Trong vẻ bối rối của Tuấn, ông Thịnh hỏi dò. Sao? Không có tiền hả con? Dạ, cái này thì hơi khó. Tuấn đưa tay lên gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng. Đột nhiên bà Huệ khều khều tay chồng, rồi thì thầm gì đó. Ông Thịnh nghe xong thì nhíu mày. Được không đó bà? Bà Huệ gật đầu. Sau đó
bà quay sang nói với Tuấn. Ừ, hay là thế này đi, bác còn một căn phòng, nó hơi cũ một chút so với mấy cái phòng khác, còn nhắm còn ở được á thì bác cho thuê, không có lấy tiền cọc. Còn ở tháng nào á thì tính tháng đó thôi, không có ở nữa thì cứ dọn đi. Tuấn chưa kịp nói gì thì đã thấy ông Sáu bán nước mía nhăn mặt. Ờ, cho nó ở phòng đó hả? Vợ chồng thằng Cường mới dọn đi đó. Ông Thịnh gật gù, Tuấn thì dường như không để ý đến những biểu hiện kỳ lạ của họ. Cậu rối rít. Dạ không sao đâu, cũng một chút cũng được. Bà Huệ cười cười nói. Ờ, cứ để đó đi, rồi bác dẫn con đi coi phòng. Nói rồi bà quay vào trong nhà, lấy sâu chìa khóa rồi đi trước dẫn đường. Tuấn hồ hởi dắt xe theo sau, mà không để ý ánh mắt của hai ông già đang nhìn mình với vẻ ái ngại. Đi được một đoạn thì bà Huệ ngừng chân trước một căn phòng nhỏ được xây biệt lập với dãy trọ bên ngoài. Bà Huệ vừa đưa tay mở chiếc ổ khóa trên cửa vừa nói. Ờ, căn phòng này là từ hồi còn dãy trọ cũ, hơn 4 năm trước hai bác cho đập hết rồi xây lại. Nhưng mà căn nhà này nó còn chắc chắn lắm nên không có nỡ phá đi. Thỉnh thoảng vẫn cho người thuê, với lợi là chỗ hai bác để làm kỷ niệm. Tuấn dạ một cách cho có lệ, bởi ánh mắt cậu đang dán chặt vào căn phòng. Cánh cửa được mở ra, bà Huệ với tay bật đèn lên, ánh sáng hắt ra làm cả căn phòng như bừng sáng. Đó, con vô coi phòng đi, được thì ở. Tuấn gật đầu rồi nhanh chân bước vào. Căn phòng đúng là cũ thật, nhìn những vết loang lỗ hoen ố trên tường thì chắc căn phòng này đã phải ngót nghét 20 năm rồi. Tuấn đưa mắt nhìn lên trần, những cây gỗ và ván lót trông cực kỳ chắc chắn. Hơn nữa, có vẻ như người thuê trọ trước mới dọn đi không lâu, nên căn phòng vẫn không bám nhiều bụi cho lắm. Nơi này tuy không gọi là lý tưởng, nhưng với người không có điều kiện như Tuấn thì đâu dám đòi hỏi gì. Cậu nhanh chóng quay sang bà Huệ rồi nói. Dạ phòng được đó bác ạ, cho con thuê nha. Bà Huệ cười kha kha. Sau khi cầm 1 triệu tiền tháng đầu từ Tuấn thì bà rút chiếc chìa khóa giao lại cho cậu, không quên dặn dò. Có việc gì cần hay là gặp sự cố điện nước, cứ báo cho hai bác nghe. Vậy chừng nào dọn đến? Dạ chắc là ngày mai ạ. Thôi cứ vậy đi ha, bác đi đây. Cứ coi xét căn phòng thêm chút nữa cũng được, giờ nó là của con rồi. Nói xong bà vội vã rời đi. Thực ra Tuấn mừng đến phát khóc. Những nỗ lực tìm kiếm trong 2 hôm nay của cậu cuối cùng cũng có kết quả. Tuấn nán lại đó thêm nửa giờ đồng hồ thì bước ra ngoài, khóa cửa lại rồi đạp xe đi. Cậu thông báo tin này cho anh Khiêm biết, sẵn tiện cảm ơn gia đình ảnh đã cho cậu tá túc hơn 1 tháng qua. Mới hơn 7 giờ sáng hôm sau, Tuấn đã chở đồ đạc đến căn phòng mới. Cậu cũng xin nghỉ công việc ở quán cơm, định sẽ tìm một công việc khác có mức lương ổn định hơn. Trên đường đi vào, Tuấn bắt gặp khá nhiều ánh mắt kỳ lạ từ những người hàng xóm cùng dãy trọ. Ai nấy đều nhìn chằm chằm, khiến cậu có chút khó chịu. Cậu quay ra nhìn lại thì họ đều lảng ngang đi hướng khác. Nhưng rồi Tuấn cũng không bận tâm gì với mấy sự kỳ lạ này. Cậu chặt lưỡi nghĩ bụng rằng những người ở đây hay có tính soi mói rồi bỏ đi. Vào đến nơi, Tuấn mất gần cả buổi sáng để sắp xếp dọn dẹp đồ đạc. Đến trưa căn phòng hiện ra với vẻ ngăn nắp gọn gàng và sạch sẽ. Tuấn đứng ngay cửa nở một nụ cười hài lòng. Quá trưa mọi thứ xong xuôi, Tuấn ăn vội hộp cơm tấm mua ở đầu hẻm rồi đạp xe ra ngoài tìm việc làm. Chiếc xe này Tuấn cũng đã ngỏ ý mua lại chỗ anh Kim và được anh bán cho với giá 200.000. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Tuấn xin được việc. Lần này thì có vẻ hơi nặng nhọc hơn một chút.
cậu xin vào làm ở một xưởng xay sát gạo. Công việc chủ yếu là bốc vác những bao gạo ra xe tải. Tuy có nặng nhọc một chút, nhưng đổi lại lương một tháng hơn 3 triệu, lại bao ăn uống, thì Tuấn chấp nhận ngay. Vì buổi sáng phải đi học, nên Tuấn nhận làm ca chiều tối. Hôm nay có vẻ thiếu nhân sự, nên vừa nhận là cậu được vào làm ngay cho quen việc. 11 giờ khuya, Tuấn đặt chân về đến phòng trọ. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngồi thừ ra sàn nhà vì quá mệt. Đã lâu Tuấn chưa lao động mạnh như thế. Nhưng cậu tự nhủ rồi nó cũng quen. Ngồi thêm một chút, khi người đã ráo mồ hôi, thì Tuấn đi tắm rồi ngã vật ra giường ngủ khò. Chắc vì mệt mỏi cả ngày nên Tuấn ngủ say như chết. Đến tận hơn 7 giờ sáng mới tỉnh dậy. Sáng nay 9 giờ cậu mới có tiết học, nên không có gì vội lắm. Tuấn mở cửa bước ra hít chút không khí buổi sáng. Nhìn dòng người qua lại trên đường, tiếng mấy đứa con nít chơi tạt lon ở một góc khiến Tuấn bất giác nhớ quê đến lạ kỳ. Tuấn mỉm cười rồi quay vào trong thay đồ chuẩn bị đi học. Sáng nay do còn ít cơm nguội từ hôm qua, nên Tuấn cứ thế chan nước tương vào ăn thay cho bữa sáng. Vừa tiết kiệm lại vừa nhanh gọn. Nhưng khi vừa mở nắp nồi cơm ra thì Tuấn giật mình vì cơm bên trong đã thiêu đến mốc xanh mốc đỏ. Tuấn đưa tay lên gãi đầu khó hiểu. Nồi cơm này cậu mới nấu vào chiều hôm qua, lúc tối về do đã được ăn ở chỗ làm nên cậu không ăn nữa. Qua thời gian một đêm thì nó có thiêu cũng đâu thể chuyển màu ghê như vậy được. Nhưng rồi Tuấn nghĩ rằng chắc do cậu vo cơm không kỹ, nên thôi không quan tâm nữa mà khóa cửa đi học. Vừa ngồi lên xe chuẩn bị đạp đi thì cậu lại thấy hai người phụ nữ đang đứng trước một cửa phòng trọ gần đó liếc nhìn sang. Ánh mắt của họ rất kỳ lạ, như muốn dò xét điều gì. Cảm thấy hơi khó chịu, Tuấn nhìn chằm chằm lại thì cũng như lần trước, hai người kia vội lảng đi ngay. Tuấn bắt đầu cảm thấy mấy người thuê trọ ở đây không được bình thường, hoặc có thể họ xem thường những người nhà quê như cậu cũng không chừng. Tuấn chợt nhớ ra ông Sáu bán nước mía. Từ hôm được ông dẫn đến đây, Tuấn chưa có dịp nào gặp lại để cảm ơn ông ấy. Thế là đến trưa sau khi tan học, Tuấn đạp xe chạy thẳng đến chỗ bán nước mía của ông Sáu. Vẫn cái dáng người gầy gò cùng chiếc xe nước mía cũ kỹ, ông Sáu nhìn cậu rồi mỉm cười. Đi đâu đó, ghé vô làm ly nước mía đi mày. Tuấn cười rồi dựng xe bước xuống. Chú Sáu, cho con ly nước mía, bỏ ít đá nha. Ly nước mía mát rượi nhanh chóng được đặt trước mặt. Tuấn hút một hơi, hết gần nửa ly. Cảm giác sảng khoái thật sự. Cậu đợi ông Sáu ngơi tay, rồi bắt đầu nói. Chú Sáu, con cảm ơn chú nha. Ông Sáu ngồi trên ghế, đang rít thuốc. Ủa, cảm ơn chuyện chi đó mày? Dạ, con cảm ơn chú cho giúp con tìm trọ đó. Nghe tới đây, đột nhiên ông Sáu khựng lại đôi chút. Ông nhíu mày nhìn Tuấn. Ông dò hỏi. Sao? Ở trong phòng đó được không? Dạ con ở bình thường mà. Sao chú hỏi vậy? Không, không có gì. Ở được thì tốt. Dạ phòng rộng rãi lắm. Ở hai ba người còn được. Tuy là nó cũ kỹ một chút, nhưng mà không sao. Ông Sáu gật gù, ánh mắt vẫn đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tuấn nhớ đến hành động của những người trong xóm trọ thì tò mò hỏi. Chú Sáu à, sao mà mấy cái người trong dãy trọ đó người ta nhìn con dữ lắm, kiểu như con có cái gì đó khác người hay sao á, hay là tại vì con nghèo hèn chú? Ông Sáu lắc đầu. Không có gì đâu, bởi vì người ta thấy người lạ thì dòm ngó một chút rồi thôi á. Mày ở một thời gian nữa đi, không có còn gì nữa đâu con. Dân trong đó toàn là dân lao động, mày đừng có nghĩ mấy cái chuyện giàu nghèo chi, mang tội đó con. Tuấn nghĩ cũng có lý,
Cậu gật đầu, uống hết ly nước mía, rồi cảm ơn ông Sáu lần nữa, mới đạp xe đi làm. Hôm nay thì khối lượng công việc có vẻ nhiều hơn hôm qua. Mới đầu giờ đêm mà cả người Tuấn bắt đầu căng lên, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Cậu ráng hoàn thành hết ca làm, đến khi lết về trọ thì cũng đã gần nửa đêm. Cơ thể rã rời, gần như không còn chút sức lực. Tuấn quyết định không đi tắm bây giờ vì rất dễ đột quỵ. Thế là Tuấn cứ thế nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi. Hơn một tuần trôi qua, Tuấn đã bắt đầu quen với mọi thứ. Công việc bên kho cũng đã bắt đầu ổn định. Người ta mới tuyển thêm được một nhóm công nhân nữa, nên công việc cũng không nặng như hồi đầu. Tuấn đôi khi lại được xoay ca, nghỉ ban đêm để ở nhà học bài. Đêm nay là một đêm như thế. Nhìn đống bài tập được giao, Tuấn bẻ khớp tay rơm rớp, tự lẩm bẩm để lấy chút động lực. Tối nay tao sẽ giải quyết hết chúng mày. Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc học, Tuấn pha sẵn một ly cà phê lớn, vừa nhâm nhi vừa học. Đến hơn 2 giờ sáng thì Tuấn cũng giải quyết xong đống bài tập kia. Cậu cười khì khì, nghĩ đến cảnh khi nộp chúng thì sẽ được giáo viên khen ngợi lắm. Tuấn ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc, dư lượng cà phê vẫn còn trong người nên Tuấn chưa ngủ được. Lúc này mới cảm thấy hối hận vì đã uống hết ly cà phê tai hại đó. Đang nằm suy nghĩ lung tung thì đột nhiên Tuấn nghe thấy những tiếng lách tách vang lên, hình như là tiếng nước chảy. Cậu vội nhảy xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Đúng là cái vòi nước chỗ bồn rửa mặt đang bị rỉ nước thật. Tuấn đưa tay kéo nó lại vị trí cũ, rồi tắt đèn quay trở ra. Cậu thầm trách mình hậu đậu. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì tiếng nước kia lại vang lên, lần này thậm chí còn lớn hơn lần trước. Tuấn đứng dậy bước vào trong, như không tin vào mắt mình. Chiếc vành nước lại bị lệch đi, nước từ vòi cứ liên tiếp nhỏ tí tách xuống sàn. Tuấn đưa tay kéo chiếc vành khóa lại, nhưng lần này cậu không bỏ đi ngay. Tuấn cứ ngồi đó quan sát chừng hơn 10 phút, thấy chiếc van vẫn nằm yên một chỗ, cậu mới an tâm ra ngoài. Chắc cái van bị lỏng, ngày mai mình mua cái mới, chứ không tốn nước mất. Nghĩ xong thì Tuấn lại nằm xuống giường, đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã điểm 3 giờ sáng. Cơn buồn ngủ cũng đã bắt đầu ập đến. Tuấn lờ mờ chìm dần vào giấc ngủ. Tối qua, tuy ngủ muộn, nhưng vừa mới hơn 7 giờ sáng thì Tuấn đã tỉnh dậy. Bởi đêm qua, Tuấn mơ thấy một người con gái mặc áo dài trắng, nhưng không rõ mặt mũi, đứng ngay đầu giường mà nhìn cậu. Tuy có cố gắng nhìn, nhưng cậu không tài nào nhận ra đó là ai. Rồi đột nhiên cô gái biến mất, Tuấn cũng giật mình dậy theo. Lúc đó là hơn 5 giờ sáng. Cậu cố nằm ngủ lại, nhưng chập chờn đến hơn 7 giờ thì tỉnh hẳn. Cô gái bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ kia, dù không thấy mặt, nhưng với vóc dáng này thì Tuấn khẳng định không phải là người quen của cậu. Cô ta giống con gái thành phố hơn. Nhưng rồi gác lại chuyện về giấc mơ kia, Tuấn lại bắt đầu một ngày mới của mình. Và như thường lệ, thứ cậu trải qua chính là những ánh mắt thăm dò từ những người hàng xóm xa lạ. Tuấn như muốn chạy đến hỏi họ tại sao lại nhìn mình. Nhưng như thế thì có phần thô lỗ quá, nên thôi, cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi đạp xe đi. Sáng hôm nay không đi học nên Tuấn quyết định đạp xe ra công viên ngồi ôn bài, vừa tiết kiệm điện vừa có cảm giác thoải mái, thư giãn đầu óc. Lại một ngày nữa trôi qua, Tuấn sau ca làm lại trở về căn phòng trọ của mình.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tuấn leo lên giường, giấc ngủ nhanh chóng tìm đến. Chỉ hơn 10 phút sau thì tiếng gáy của cậu thanh niên trẻ tuổi đã bắt đầu vang lên đều đặn. Bỗng những tiếng bịch bịch vang lên khiến cho Tuấn tỉnh giấc. Hai mắt của cậu vẫn nhắm nhưng cũng bắt đầu có thể nhận thức. Tiếng động kia lại vang lên, thúc giục Tuấn mở mắt. Và Tuấn giật mình khi trông thấy trên người mình có một cái bóng đen đang đè lên. Nó đấm vào bụng cậu nghe bình bịch khá to. Nhưng điều kỳ lạ là Tuấn không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Giật mình với cái bóng kia, Tuấn định la lên, nhưng cổ họng cậu dường như bị vật gì đó chặn lại, không tài nào nói nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ nhỏ nhỏ. Còn tay chân của cậu thì như bị dán chặt xuống giường, không thể nào nhúc nhích nổi. Cảm giác ấy đè nén cậu hơn 30 phút thì biến mất. Bóng đèn kia cũng liền tan biến như chưa từng tồn tại. Tuấn bật dậy, cả người đầy mồ hôi. Cậu đưa tay bật điện lên. Căn phòng trọ vẫn bình thường, không có ai ở trong này cả. Tuấn nhận ra vừa rồi mình bị bóng đè, chắc bởi hôm qua không ngủ tròn giấc, lại trải qua một ngày lao động đến tận khuya nên sức khỏe không ổn định. Tuấn tự trấn an mình, sau đó lại tiếp tục ngủ. Thật may cậu không còn bị bóng đè thêm lần nào nữa. Đến sáng, lúc thay đồ chuẩn bị đi học thì Tuấn phát hoảng khi nhìn thấy bụng mình ửng đỏ. Cậu bật đèn lên soi thì mới thấy rõ bụng mình chằng chịt những vết đỏ bầm, trông như bị ai đánh vào. Tuấn nhớ lại hành động của cái bóng lúc tối, bất giác nổi gai ốc. Tuấn rùng mình, khá hoang mang. Tuy nhiên Tuấn ngay lập tức trấn an bản thân, bởi khi chạm vào bụng cậu không hề có cảm giác đau nhức gì cả. Cuối cùng Tuấn đưa ra kết luận chắc cậu bị dị ứng gì đó, nên thôi không suy nghĩ nữa. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Kể từ cái đêm ấy thì hầu như lần nào cậu chợp mắt đều bị bóng đè, mà cái bóng kia vẫn lặp lại cái hành động đấm vào bụng của cậu. Dần dần những vết đỏ chuyển sang bầm tím. Tuấn hoang mang tìm đến bệnh viện để khám. Các bác sĩ thấy tình trạng của cậu thì cũng lấy làm lạ. Nếu như đau thì không nói làm gì, đằng này Tuấn không hề có cảm giác. Nhận một đống thuốc tan máu bầm và kháng sinh, Tuấn như người mất hồn, thờ thẫn đạp xe đi trong vô định. Cậu nghĩ đến trường hợp mình bị một căn bệnh quái ác nào đó rồi đổ bệnh nằm một chỗ như những người mà cậu hay xem trên tivi. Đến bây giờ Tuấn không hề nghĩ đến chuyện tâm linh. Trong đầu cậu trước giờ không bao giờ tin vào ma quỷ hay những chuyện tương tự như vậy. Chiều nay Tuấn xin nghỉ làm một hôm để ổn định sức khỏe. Cậu lại đạp xe đến chỗ hàng nước mía của ông Sáu. Vừa trông thấy cậu, ông tươi cười giơ tay chào. Tuy nhiên nhận ra có chút khác lạ trên gương mặt của Tuấn nên ông Sáu khựng lại. Mày làm gì mà mặt mũi mày hốc hác dữ vậy? Tuấn cười trừ, đưa tay cầm lấy ly nước mía rồi nói. Dạ mấy ngày nay con bị đau nên có chút mệt mỏi á. Hả? Đau sao? Tuấn không kể về việc mình bị bóng đè, mà cậu chỉ nói do mình làm việc quá sức nên cơ thể mệt mỏi. Ông Sáu gật gù. Thôi lo giữ gìn sức khỏe đi mày. Tiền thì cần thiệt, nhưng mà có tiền rồi mà ốm đau thì cũng đâu vào đó thôi. Dạ con cảm ơn chú. Mà mấy nay ở trong phòng có chuyện gì không vậy? Chuyện gì chú? Không có gì. Ý tao hỏi là bữa giờ ở trọ có được không, hay là định đi chỗ khác? Trời, làm con tưởng có chuyện gì. Ở đó bình thường mà chú. Với lại kiếm được chỗ tốt mà giá rẻ ăn vậy khó lắm. Con đâu có dạy đâu mà để chuyển đi. Thế thì ráng ở đi con. Lo giữ gìn sức khỏe nha.
Nói xong thì có khách đến. Ông Sáu vội chạy đi xay nước mía. Tuấn ngồi đó thêm chút nữa rồi cũng đứng dậy tính tiền ra về. Hôm nay đã lâu không nấu ăn nên Tuấn quyết định ra chợ mua chút đồ về nấu một bữa. Về đến trọ, Tuấn hồ hởi bắt tay vào bếp. Việc nấu ăn lúc còn ở quê thì không xa lạ gì với cậu. Có khi còn được khen ngợi bởi cái tài nấu nướng khi làm đồ ăn, đồ nhậu cho mấy chú mấy cậu ở quê. Hơn một tiếng sau, nồi canh chua cá lóc thơm lừng kèm theo món thịt kho hột vịt, nước sốt đặc quánh được đặt ngay ngắn trên bàn. Tuấn phủi phủi tay rồi hít một hơi. Wow, xem ra tài nấu ăn của mình cũng chưa có bị mai một. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tuấn uống thuốc rồi bắt đầu học bài. Đêm nay cậu rút kinh nghiệm không uống cà phê nữa. Nhìn xuống bụng mình, những vết ẩn đỏ có vẻ đã tan đi chút ít. Tuấn mở sách ra, học cho đến hơn 12 giờ thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thế là Tuấn gấp sách vở lại, leo lên giường. Mấy ngày nay trôi qua, Tuấn chưa được một giấc ngủ trọn vẹn. Nhắm mắt lại, cậu nhủ thầm. Hy vọng tối nay không có bị bóng đè nữa. Đúng như Tuấn mong muốn, đêm đó cậu không bị bóng đè nữa. Nhưng nó cũng không có nghĩa là cậu được yên ổn mà ngủ trọn vẹn một giấc. Tuấn lại nằm mơ. Lần này lại là cô gái mặc áo dài hôm trước. Cô ta vẫn đứng ngay dưới chân giường. Nhưng không như lần trước, Tuấn có thể cất tiếng gọi. Cô là ai? Cô gái không trả lời. Gương mặt vẫn mờ ảo không nhìn rõ. Tuấn hỏi lại một lần nữa, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười lạnh lẽo. Mãi một lúc sau cô ta mới lên tiếng. Đây là nhà tao. Đây là nhà của tao. Dứt lời, cô gái kia lao đến Tuấn, giơ hai bàn tay ra như muốn bóp lấy cổ cậu. Lúc này gương mặt cô gái đã có thể nhìn rõ. Nó làm cho Tuấn rú lên kinh hãi. Một gương mặt đầy máu me, với cái đầu như bị toát ra làm hai, hai con mắt thì trắng giả, miệng nở nụ cười ma quái. Tuấn không chịu được nữa, cậu hét toáng lên rồi giật mình tỉnh giấc. Ngọn đèn nhanh chóng được bật lên, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Tuấn giáo giác nhìn khắp nơi. Cô gái kia đã hoàn toàn biến mất. Cậu đưa tay lên tát bầm bóp vào mặt mình. Đây chỉ là mơ, chỉ là mơ. Tuấn đưa mắt nhìn lên đồng hồ, thấy đã 3:15. Lại là cái khung giờ này. Cô gái này là ai? Tại sao hình dạng của cô ta lại gớm ghiếc đến vậy? Và có khi nào cô ta là cái bóng đã đè mình những ngày qua không? Một loạt những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Tuấn. Để rồi cậu đưa ra kết luận. Cô gái kia chắc chắn có liên quan đến căn phòng trọ này. Và đằng sau nó đang ẩn chứa một bí mật nào đó. Tuấn quyết định sáng mai sẽ tìm hỏi những người ở đây, xem họ có biết gì về cô gái bí ẩn này không. Người đầu tiên Tuấn nghĩ đến chính là ông Sáu. Cậu nhớ lại những câu hỏi dò, nhưng sự ngập ngừng của ông ta khi nhắc đến chuyện cậu ở trong căn phòng trọ này. Ánh mặt trời vừa len qua khe cửa thì Tuấn vội chồm dậy bước xuống giường, chạy qua chỗ ông Sáu. Trông thấy cậu xuất hiện, ông hỏi ngay. Sao nay rảnh mà qua đây uống nước mía sớm vậy mày? Không, con có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì đó? Chú Sáu à, chú cho con hỏi. Chuyện về cái phòng trọ của con á. Nghe nhắc đến đây, sắc mặt ông Sáu đột ngột thay đổi. Ông không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra mà nói ngay. Mày thấy nó rồi hả? Câu hỏi của ông Sáu càng làm cho Tuấn khiếp sợ. Cậu lắp bắp. Chú cũng biết hả? Ông Sáu gật gù, thở dài một hơi rồi ông nói. Tao biết.
mà cũng không có phải một mình tao biết đâu. Ai trong cái khu đó cũng biết hết đó. Trời đất ơi, sao không nói cho con? Ông Sáu lắc đầu, đưa điếu thuốc lên châm, rồi rít một hơi. Ơi, nói rồi mày có tin không? Với lại cái căn trọ đó, không có lấy tiền cọc. Mày cứ ở tới khi nào á, mày chịu không có được nữa thì mày đi. Cũng đâu có mất hay là lỗ có gì đâu. Nhưng mà cũng phải nói cho con biết chứ. Rồi chú Sáu biết gì nữa, kể cho con nghe đi. Một hơi thuốc dài nữa được ông Sáu rít lên. Làn khói phà ra, rít làm cho Tuấn sặc sụa. Ông Sáu bắt đầu kể. Thật ra lai lịch con ma đó ra sao á thì tao cũng không có biết. Tao mới dọn về khu trọ này được có 4 năm hả. Lúc mà ông Thịnh mới bắt đầu xây lại cái dãy trọ mới như bây giờ đó. Cái phòng trọ mà mày ở bây giờ, hồi đó nó còn mới lắm. Tao còn nhớ là khi tao chuyển về đây đó, thì ngồi ở trong phòng đó là hai vợ chồng. Không biết ra sao á mà nửa đêm nửa hôm, hai vợ chồng hớt hải dọn nhà đi gấp. Tiếp theo nữa là mấy đứa sinh viên kêu là gặp ma trong đó rồi trả trọ. Người trong dãy trọ hồi đó hoang mang lắm. Nhưng mà chỉ mỗi căn phòng đó bị thôi. Tao á hay nhậu cùng với anh cha Thịnh cho nên có hỏi chuyện. Ông kể là lúc trước thì không sao. Mà tự nhiên cái gần 10 năm trước thì rộ lên cái chuyện có ma. Nhưng mà ông đâu có tin đâu. Vậy là một hôm hai tụi tao nhậu say thì vô phòng đó ngủ. Mày biết sao không? Lần đầu tiên trong cuộc đời tao tao thấy đó. Nó là nữ, tóc dài. Nhưng mà cái kinh sợ nhất là cái gương mặt của nó. Gương mặt toàn máu me không à. Trên đầu còn có vết thương lớn nữa. Nó nắm đầu nắm tóc tao, rồi nó hét là kêu cút khỏi phòng nó. Tao bừng tỉnh dậy thì thấy chỉ là mơ. Nhưng mà liếc qua thì mới biết ông Thịnh cũng nằm mơ y chang tao à. Vậy là hai thằng ba chân bốn cẳng chạy đi. Căn phòng khóa kín được một tháng thì ông Thịnh quyết định đập nó đi. Nhưng mà không hiểu sao bà Huệ vợ của ông không có cho đập. Kêu tiếc với lại để đó làm kỷ niệm căn trọ cũ. Rồi ông chiều vợ, giả lại không có dám nói chuyện là ông gặp ma ra à, cho nên không có đập. Nhưng mà rồi từ đó trở đi, những người thuê phòng ở đó đều không ở nổi một tuần, cũng gói đi hết. Bà Huệ cũng không có lường gạt tiền, trừ ra rồi trả lại cho họ phần tiền còn dư. Trời đất, đúng rồi, đúng với những gì mà cháu thấy rồi. Tuấn nhớ lại hình ảnh gớm ghiếc của cô gái vào đêm hôm qua. Nó hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của ông Sáu. Ừ, tính ra mày là người ở lâu nhất trong cái phòng đó đó. Ôi, thôi, chịu không nổi trả phòng đi con. Mày ở cũng được hơn nửa tháng rồi còn gì nữa. Tìm trọ khác mà ở cho nó lành. Hoặc là có tiền thì chuyển phòng đi. Nghe ông Sáu nói, Tuấn lắc đầu. Lương tháng này cậu còn chưa nhận được thì lấy tiền đâu ra mà thuê trọ mới? Vả lại khó khăn lắm mới tìm được một căn như vậy. Giờ vì ma cỏ mà chuyển đi thì Tuấn thật sự không đành. Tuấn lại đưa mắt nhìn ông Sáu. Vậy rồi vợ chồng ông Thịnh có mời thầy về cúng không chú? Có chứ. Bà Huệ tuy không có thấy nhưng mà nghe người ta đồn quá bà cũng lo đi tìm thầy. Tao còn nhớ hồi đó, bà thỉnh ba bốn ông thầy gì đó về. Nhưng mà coi bộ không có linh nghiệm mà. Ai cũng nói cái dòng nó mạnh quá. Vậy là bà cũng bỏ cuộc. Ông Sáu nói xong thì Tuấn bật dậy, vội vã chào ông rồi đạp xe đi. Lần này Tuấn ra chợ. Cậu chọn mua một con gà, mấy gói bánh, trái cây với một bó nhang. Xong xuôi về đến trọ, tuy có hơi nổi da gà một chút, nhưng bởi không còn đường lùi nên Tuấn đành nhắm mắt mà thực hiện. Đến trưa, một mâm cúng cũng được bày ra. Một con gà luộc,
trái cây và một chén cơm được xới đầy, kèm theo hai chén muối gạo. Những thứ này thật ra là Tuấn học trên mạng, chứ cũng chẳng ai chỉ. Lúc đầu, cậu định gọi về hỏi mẹ ở nhà, nhưng sợ bà lo lắng nên thôi. Tuấn đốt nhang quỳ trước cái bàn, rồi bắt đầu khấn. Cô ơi, cô sống khôn thắt thiên á, cô đừng quấy phá tôi nữa. Tôi chỉ là sinh viên nghèo à, khó khăn lắm mới tìm được cái chỗ ở trọ rẻ như vậy. Giờ cô đuổi tôi đi á, tôi không biết đi đâu hết trơn á. Cô thương tình, cô cho tôi ở đây đi. Tôi hứa là tôi sẽ cúng kiến cho cô đầy đủ. Khấn xong, Tuấn cắm nhang lên đại chuối. Vừa cố định ba cây nhang thì cậu giật mình lùi lại, bởi ba cây nhang như phật lửa rồi cháy rất nhanh. Điều kỳ lạ tiếp theo là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con gà ở trên bàn đã có dấu hiệu bị thiêu và nó bắt đầu chuyển màu, không còn vàng như trước. Trái táo đỏ ửng trông rất đẹp, bây giờ cũng đã ngả màu, trông như bị úng. Tuấn bất giác nhớ lại đến nồi cơm thiêu của mình lần trước, thầm nghĩ những điều ông Sáu kể quả thật không sai. Căn phòng này chính xác là có ma thật. Nghĩ vậy, Tuấn liên tục chắp tay lia lịa. Trong đầu thầm nghĩ, chỉ mong cho vong hồn cô gái này thương tình mà cho cậu ở lại đây. Đúng như lời thỉnh cầu của Tuấn, cô gái với vẻ ngoài gớm ghiếc kia không còn hiện ra trong giấc mơ của cậu nữa. Lâu lâu thì Tuấn chỉ bị bóng đè, nhưng không nghiêm trọng như những lần trước. Bù lại, cứ mỗi tháng cậu lại làm một mâm cơm nho nhỏ để cúng vong hồn cô gái kia. Tất cả đồ ăn sau đó thì đều cùng một hiện tượng như lần trước. Tuấn cũng dần quen, không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Rồi một cái bàn thờ nhỏ được Tuấn dựng lên, ngày nào cũng thắp nhang rồi chân đầy đủ bánh trái trên đó. Thời gian bắt đầu trôi đi, những cặp mắt dò xét ban đầu bây giờ đã trở thành sự kinh ngạc. Không thể ngờ được chàng sinh viên gầy còm này lại có thể bám trụ căn phòng trọ ma ám kia lâu như vậy. Đôi khi có vài người bắt chuyện hỏi cậu về cái hồn ma được đồn đại thì Tuấn chỉ lắc đầu cười trừ. Câu trả lời quen thuộc của cậu chính là trời đất, làm gì có ma có gì, người ta đồn tào lao đó, con ở bình thường mà có gì đâu. Nói xong, Tuấn quay lưng đi. Trong lòng cậu, thật ra chuyện tâm linh ma quỷ này cũng không có gì đáng phải sợ. Chỉ cần mình biết lễ độ, không động chạm hay làm gì thất kính với người ta thì mình sẽ được thông cảm thôi. Nhưng mà người bất ngờ nhất về sự bình thản của Tuấn chính là hai vợ chồng ông Thịnh và ông Sáu. Tuy họ không nói ra, nhưng những lần nói chuyện vẫn hay hỏi dò. Bà Huệ lúc đầu thu tiền nhà có trông thấy cái bàn thờ, nhưng bà cũng chẳng có phản ứng, chỉ nhận tiền rồi nhanh chóng rời đi. Thấm thoát cũng gần 4 tháng trôi qua, đã hết học kỳ 1. Tuấn không về quê mà dành thời gian để tìm việc kiếm thêm thu nhập. Xưởng xay sắt gạo kia tốn sức quá nên cậu đã xin nghỉ từ lâu. Vào một buổi sáng nọ, một chiếc xe hơi đậu ngay trước con hẻm. Nó suýt tông phải Tuấn khi đi qua khúc cua. Cũng thật may là không có va chạm, chứ nếu trầy xước gì mà người ta bắt đền nó thì khổ. Tuấn đưa mắt quay ra nhìn, một người đàn ông chắc chừng 30 mấy tuổi bước ra, theo sau là một người phụ nữ với hai đứa trẻ con. Bốn người dắt nhau đi vào trong hẻm. Thấy sự sang trọng của họ thì Tuấn biết chắc họ vào đây không phải để thuê trọ. Sự tò mò của Tuấn nhanh chóng được giải đáp khi ngay sau đó cậu trông thấy hai vợ chồng ông Thịnh chạy ào từ trong nhà ra với vẻ mừng rỡ. Trời đất, thằng Nghĩa về rồi hả con? Tuấn nhận ra đây chắc là người con trai duy nhất của hai ông bà. Có lần cậu nghe ông Sáu kể, anh này đi ra Bắc định cư rồi lấy vợ ngoài ấy.
người phụ nữ và hai đứa trẻ kia chắc là vợ con của anh ta. Tuấn không để ý nữa, rồi đạp xe lướt qua, bỏ lại tiếng cười vẫn rôm rã, vẫn vọng lại từ phía sau. Vào tới văn phòng, như thường lệ, Tuấn mua một hộp bánh quy để lên bàn thờ, rồi thắp nhang cho cô gái kia. Đến bây giờ, Tuấn vẫn không hề biết cô đó tên là gì. Cũng không mong cho cô ta hiện ra, rồi nói tên làm gì, cứ an ổn như bây giờ là được rồi. Tuấn mở tờ báo mới mua ra, do tìm mấy mục tuyển dụng việc làm để tìm việc. Được một lúc thì tự nhiên hai mắt cậu như nhíu lại. Tuấn bắt đầu ngủ thiếp đi. Không ngờ thứ Tuấn không mong muốn thì bây giờ đây đã xuất hiện. Là cô gái kia, vẫn tà áo dài trắng quen thuộc. Tuấn sắp hét toáng lên thì cậu khựng lại, bởi có chút khác lạ với trước đó. Đó là không còn gương mặt máu me gớm ghiếc nữa, mà thay vào đó là một gương mặt thanh tú xinh xắn, làn da trắng muốt không chút son phấn nào. Thế vậy cậu ấp úng: Cô. Cô ta không đáp, chỉ khẽ đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Tuấn. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Tuấn mới nói: Cô hiện ra có chuyện gì không? Hay là cô cần gì? Cô cứ nói đi, tôi sẽ cúng cho cô. Cô gái không trả lời, thậm chí còn bắt đầu rưng rưng. Không biết là mơ hay tỉnh, nhưng Tuấn đang nhìn rất rõ những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Tuấn thật sự bối rối. Cô ơi, cô làm sao thế? Cô gái lúc này mới đưa cặp mắt đầy nước quay sang nhìn Tuấn. Nhưng chỉ có thế thì Tuấn đã choàng tỉnh. Lần đầu tiên cậu không muốn thoát khỏi cái giấc mơ kia, bởi trong biểu hiện thì cô gái này ắt hẳn đang có chuyện gì đó. Cậu ước mình có thể kéo dài giấc mơ để hỏi rõ sự tình. Nhưng cho dù có cố gắng để chợp mắt cỡ nào thì Tuấn cũng không thể ngủ lại được. Cậu tiến lại bàn thờ, đốt một cây nhang rồi khấn: Có gì thì cô cứ nói đi, không có sao cả. Nếu mà giúp được tôi sẽ giúp. Cây nhang đột nhiên phật lên cháy rực. Cậu tiếp tục khấn: Tối nay có gì cô hãy báo mộng cho tôi nghe. Thế nhưng chờ cả tối, Tuấn vẫn không hề mơ thấy cô gái kia. Cậu ngủ một mạch cho tới tận sáng. Lần đầu tiên Tuấn mong gặp ma đến như vậy, thật là buồn cười. Nhưng cảm giác này làm cho cậu thật sự khó chịu. Cậu bước xuống giường, lủi thủi đi ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài thì Tuấn giật mình, bởi phía đối diện một cặp mắt đang nhìn cậu chăm chăm. Tuấn nhận ra đây là Nghĩa, con trai ông Thịnh, người đi xe hơi về hôm qua. Cậu cúi chào anh ta. Đột nhiên anh ta như người mất hồn, giật mình một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tuấn cũng không mấy quan tâm, bởi cậu đang nghĩ đến hồn ma cô gái kia. Hôm nay Tuấn tìm được một công việc khá tốt, đó là làm phụ việc cho một văn phòng công ty môi giới nhà đất. Cậu chịu trách nhiệm in ấn giấy tờ và làm vài việc văn phòng lặt vặt khác. Môi trường làm việc ở đây cũng là thứ khá gần với ngành cậu học, nên ngoài mức lương thì Tuấn cho rằng đây cũng là một hình thức thực tập của bản thân. Công việc này làm theo giờ hành chính, nên hơn 5 giờ 30 là Tuấn đã được về. Cậu không quên chạy qua chỗ ông Sáu để khoe về công việc mới của mình. Ông nghe xong thì cười tít mắt mừng cho cậu. Nhưng rồi đột nhiên không hiểu sao, Tuấn lại hỏi: À chú Sáu à, cái người tên Nghĩa mà chú hay kể đó về rồi kìa, chú có biết chưa? Ông Sáu gật gù: Biết chưa, tối qua còn nhậu với ông Thịnh thì tao có nghe kể. Lần này á, nó về nó trị bệnh đó. Ủa, bệnh gì chú?
Ông Sáu đưa mắt ngó nghiêng rồi thì thầm: Thật ra thì tao cũng không biết nó bị gì nữa, chỉ nghe ông Thịnh nói loáng thoáng là nó bị đau, bị bệnh đằng dưới. Cụm từ này không mấy xa lạ đối với Tuấn, bởi từ khi tập sống chung với ma thì cậu cũng thường xuyên tìm hiểu về những chuyện tâm linh. Mắc bệnh đằng dưới mà ông Sáu nhắc đến đây thường chỉ những người bị tà ma quấy phá, hành cho ăn không ngon, ngủ không yên. Tệ hơn là bị ma nhập vào rồi làm những chuyện tầm bậy. Lúc trước khi đọc được về việc này, Tuấn cũng từng có một thời gian lo sợ hồn ma cô gái sẽ nhập vào mình. Nhưng mà sau đó không có chuyện gì xảy ra nên cậu cũng thôi không nghĩ đến. Bây giờ nghe nhắc lại thì Tuấn có vẻ hơi bất ngờ. Chú nói thiệt hả? Gì mà ghê vậy? Thì đó, ông Thịnh trước giờ đâu phải người hay nói tới chuyện ma quỷ. Khiến ông công nhận hay là nói ra thì ít nhất cũng phải thấy tận mắt như lần ở với tao. Mà tao nghe ông nói là thằng Nghĩa nó nằm mơ nó bị bóng đè, rồi la làng la xóm gì đó, kêu là bị con ma nữ nào đó nó dọa giết. Lại là ma nữ hả? Trời, sao nhiều ma nữ vậy? Hả? Mày nói gì? Dạ không có gì chú. Chú kể tiếp đi. Tao chỉ biết có vậy thôi à. Còn chuyện cụ thể làm sao á thì chỉ có nhà ông biết. Nhưng mà cái đợt này nó về là để bà Huệ tìm thầy về chữa cho nó đó. Tuấn gật gù. Cậu nghĩ đến ngay trường hợp của bản thân. Chắc là anh Nghĩa kia làm cái gì động chạm đến người ta rồi, chứ đâu ai tự nhiên lại quấy phá như vậy. Sau khi nói thêm mấy chuyện phiếm với ông Sáu thì cả hai cùng nhau về. Tuấn phụ ông dọn mấy chiếc bàn và đống ghế. Hai chú cháu dìu dắt đi bộ về đến đầu hẻm thì cũng hơn 7 giờ tối. Chiếc xe hơi vẫn đậu ở ngoài đường. Đi vào gần tới nơi thì Tuấn trông thấy bà Huệ đang đứng ở trước cửa phòng mình. Cậu lấy làm lạ, hôm nay mới là ngày 10, còn chưa qua được nửa tháng thì bà Huệ qua đây làm gì nhỉ? Cậu tiến lại cúi đầu chào. Dạ ơn chào cô, có chuyện gì không cô? Bà Huệ đưa mắt nhìn Tuấn rồi ngập ngừng nói. Tuấn về rồi đó hả con? Dạ có gì không cô? Cô thấy bộ dạng của bà, Tuấn nhíu mày. Bà Huệ bắt đầu đan hai tay vào nhau rồi xoa xoa. Đây là biểu hiện của người đang hồi hộp. Đoạn bà lắp bắp trả lời. Con chuẩn bị tìm trọ mới đi hen. Cô lấy lại phòng. Tuấn giật mình, bởi câu bà Huệ vừa nói cậu không thể lường trước được. Ồ, sao vậy cô? Con ở đây con trả tiền nhà đầy đủ mà. Cô làm vậy sao được? Bà Huệ bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cô xin con đó. Trả trọ cho cô đi. Dọn đi đi. Tuấn chưa kịp trấn tĩnh trước hành động kỳ lạ của bà Huệ thì một tiếng hét lớn vọng lại từ sau lưng. Cái thằng kia, mày có dọn đi không hả? Tuấn quay lại, nhận ra chủ nhân tiếng thét vừa rồi là Nghĩa. Anh ta trông có vẻ tức giận lắm, hai mắt trợn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Chưa dừng lại ở đó, gã hùng hổ bước tới hất Tuấn ra một bên rồi ôm lấy bà Huệ. Mày làm gì mẹ tao đó? Trông bà Huệ có vẻ khá mất bình tĩnh, nhưng Tuấn đâu có làm gì. Bà Huệ mới kéo kéo tay áo con trai rồi thì thầm. Không, thằng Tuấn nó không làm gì má hết đó. Là má thấy. Má thấy. Má im đi, không có nói lung tung. Nghĩa gằn giọng ngắt lời bà Huệ. Gã vẫn giữ cặp mắt hung dữ rồi chỉ tay về phía Tuấn. Mày khôn hồn thì mày dọn đi ngay, không thì đừng có trách tao. Nói rồi gã dìu bà Huệ rời đi. Tuấn thường người ra mất một lúc, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ông Sáu lúc nãy nghe động thì cũng chạy qua. Ông hỏi. Ủa Tuấn, có chuyện gì đó mày?
Tuấn lắc đầu, sau đó cậu bỏ vào phòng, đóng chặt cửa lại. Sự việc vừa rồi làm cho Tuấn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc cậu đã làm gì để bị đuổi khỏi trọ? Hơn nữa trong cái biểu hiện của anh ta thì có vẻ Tuấn đã gây ra chuyện gì đó lớn lắm, làm ảnh hưởng đến gia đình của anh ta. Những câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu Tuấn. Đến tận nửa đêm thì cậu thiêu thiêu ngủ. Lần này Tuấn lại mơ thấy cô gái kia, vẫn gương mặt xinh đẹp và đôi mắt ngấn lệ. Cô gái đứng ngay cạnh giường rồi nhìn Tuấn chằm chằm. Cô có chuyện gì cô cứ nói đi. Tuấn vẫn một mực muốn giải đáp sự thắc mắc từ sáng, nhưng cô gái không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái. Tuấn nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm thì cô ta đã như một làn sương mờ ảo từ từ tan biến. Trước khi biến mất, Tuấn nghe văng vẳng một giọng nói vang lên. Anh đi đi, đi ngay đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó. Dứt lời, Tuấn cũng đã choàng tỉnh, lại thêm một sự bí ẩn khó hiểu dấy lên. Tại sao cô ta lại nói với mình những lời này cơ chứ? Sáng hôm sau, khi vừa bước ra con hẻm, Tuấn cảm giác như có ai đó đang bám theo mình. Vừa đi tới đoạn đường vắng thì đột nhiên từ đâu hai ba chiếc xe máy ập đến, chèn chiếc xe đạp của Tuấn, làm cậu suýt ngã. Một tên bịt mặt kín mít giơ cánh tay xăm trổ của mình ra rồi đe dọa. Mày khôn hồn á thì chuyển trọ đi, đừng có để tao bắt gặp mày ở đây nữa, coi chừng tao đó. Trước khi bỏ đi, chúng còn tặng cho Tuấn mấy cú đá vào bụng. Những sự việc liên tiếp xảy ra từ hôm qua đến giờ, nó dồn dập đến mức Tuấn không kịp suy nghĩ được gì. Cậu lọ mọ đạp xe chạy ra chỗ ông Sáu. Trong bộ dạng lấm lem, gương mặt nhăn nhó và đôi tay ôm lấy bụng, thì ông Sáu hỏi ngay. Ô Tuấn, mày bị cái gì vậy? Tuấn không giấu giếm mà đem mọi chuyện kể lại. Nghe xong thì ông Sáu thở dài. Ôi, vậy là cái đám giang hồ kia, chắc do thằng Nghĩa nó mướn rồi đó. Mày làm gì đụng tới nó mà để nó mướn giang hồ vậy con? Con không hề luôn á, con có làm gì động đến ổng đâu. Ông Sáu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Đúng thiệt á, tao nghĩ nãy giờ cũng không nghĩ ra được mày làm gì ảnh hưởng tới nó nữa. Nhưng mà tao nghĩ là mày nên chuyển trọ đi đi, lo cho cái thân của mình trước, đừng có tìm hiểu cái chuyện gì làm chi. Tuấn bực dọc. Không thể yên lặng như vậy được, con có làm gì sai thì phải nói chứ. Giờ đùng đùng cái đuổi con đi, con hăm dọa. Ngon đụng tới con thử đi, con đi báo công an. Trời ơi, cái thằng này, mày làm vậy là ngu đó. Mày nghĩ đi, nếu mà mày báo công an đó, công an tới đây, mày có bằng chứng gì để chứng minh người ta đánh mày không? Hơn nữa đó, mà quê bà là chủ trọ, vợ bà không cho mày thuê nữa thì mày cũng đâu có cớ gì mày nói lại được đâu. Kiên tụng làm gì cho thiệt thân mình ra con. Mày còn đi học, mày nhắm bị bọn giang hồ trả thù thì có yên ổn học hành được không? Nghe ông Sáu nói cũng có lý nên Tuấn lặng im, nhưng cậu vẫn uất ức. Thế là cậu quyết định sẽ đi về hỏi bà Huệ cho ra lẽ, rồi có chuyển đi đâu thì chuyển. Tuấn chạy về đến đầu hẻm thì không thấy chiếc xe hơi kia đâu. Chắc gã Nghĩa kia đi đâu rồi. Dù thế cũng tốt, sẽ dễ cho Tuấn nói chuyện hơn. Cậu dựng xe trước cửa nhà ông Thịnh. Ông ấy đang ngồi uống trà trong sân, thấy Tuấn thì ngoắt tay lại. Tuấn, nay ông đi làm hả con? Vào đây làm ly trà cho tỉnh táo nè. Có vẻ như ông Thịnh chưa biết chuyện vợ ông đòi lại trọ. Tuấn cười trừ rồi nói. Dạ ông, cảm ơn, có cô Huệ ở nhà ông chú. Bà hả? Bà ở trong bếp đó. Bà ơi, có thằng Tuấn nó kiếm nè. Ngay lập tức, bà Huệ từ dưới bếp hớt hải chạy lên. Vừa thấy Tuấn, bà đã liếc mắt ra hiệu cho Tuấn quay về. Cậu cũng hiểu ý
nên bỏ đi về phía phòng trọ. Bà Huệ chừng 5 phút sau thì ra theo. Bà không bước vào phòng mà kêu Tuấn ra. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Tuấn được bà dúi ngay một cái bì thư vào tay, rồi gấp gáp nói: Con đi giùm cô đi nha. Trong đây là tiền nhà tháng này nè, cô gửi lại cho con đó. Con đi giúp cô đi. Nhưng mà phải có chuyện gì mới được chứ cô, tự nhiên cái cô đuổi con đi vậy? Tuấn chưa kịp nói hết câu thì bà Huệ trở nên tức giận. Bà gằn giọng: Vợ tao không thích cho mày thuê nữa có được không? Trả trọ đi. Tuy là tức lắm nhưng nhớ lại lời ông Sáu nói, Tuấn kiềm chế lại cơn tức. Cậu nói: Thôi được rồi, con đi. Nhưng mà cô phải cho con thời gian để con tìm trọ đã. Không phải muốn đi là đi luôn được đâu. Tao không biết, mày làm sao thì làm, lo đi nhanh lên đi. Nói rồi bà quay lưng bỏ đi. Tuấn thật sự bất lực. Nhưng rồi không còn cách nào khác, cậu đành phải đi mà thôi. Đúng là cậu không mất gì cả, nên không thể kiện tụng hay tố bà ta lừa đảo được. Mất đến 3 hôm thì Tuấn mới có thể tìm được căn nhà trọ như ý. Mấy tháng qua đi làm chăm chỉ nên cậu cũng không còn khó khăn trong việc đặt cọc tiền nhà như trước. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Tuấn đưa mắt nhìn lên chiếc bàn thờ trong góc phòng. Cậu bước tới, đưa tay đốt một cây nhang rồi khấn: Tôi phải đi rồi, không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi không có thể ở đây nữa. Cô có linh tính á thì mau mau siêu thoát đi, đừng làm hồn ma dứt dưỡng ở đây mà tội nghiệp. Cắm nhang xong thì Tuấn ôm ba lô hành lý ra ngoài. Hai mẹ con bà Huệ trông thấy thì có vẻ hớn hở, riêng ông Thịnh thì vẫn không biết chuyện gì. Chắc ông nghĩ là Tuấn tự bỏ đi. Tuấn cũng không muốn giải thích gì. Đêm nay là đêm đầu tiên Tuấn ở trọ mới. Căn phòng này tuy nhỏ hơn căn phòng cũ, nhưng được cái nó mới được xây gần đây nên trông sạch sẽ và thuận mắt lắm. Sau khi sắp xếp mớ đồ đạc, Tuấn mệt mỏi nằm ngã lưng trên chiếc đệm rồi thiêu thiêu ngủ. Nhưng tưởng đâu những chuyện không vui đã bị bỏ lại ở căn trọ cũ. Nhưng không, vừa chợp mắt được một chút thì Tuấn lại tiếp tục mơ. Lần này không gian không phải trong phòng nữa, mà là một màu đen mù mịt khắp bốn phía. Tuấn không tài nào nhìn thấy thứ gì trước mặt mình cả. Nhưng chưa kịp thắc mắc, Tuấn đã nghe giọng nói, một giọng nói rất quen thuộc. Tuấn quay ra sau thì thấy chính là cô gái mặc áo dài trắng. Cô đang đứng giơ hai tay về phía Tuấn như cầu cứu. Cô anh ơi, cứu em. Chỉ nghe được có vậy thì Tuấn bừng tỉnh. Giấc mơ vừa rồi khiến Tuấn vô cùng khó chịu, hàng ngàn câu hỏi cứ như con sóng ập vào khiến Tuấn bực bội vô cùng. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Chưa hết, đột nhiên Tuấn cảm giác như ruột gan mình cồn cào, nóng như lửa đốt. Tuấn lập tức nghĩ ngay đến căn phòng trọ cũ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Thế là ngay lập tức Tuấn đứng dậy chạy thẳng ra cửa. Cậu không đi xe đạp nữa mà bắt xe ôm cho nhanh. Tuấn đến ngay con hẻm số 13 thì đã gần 1 giờ sáng. Tuấn chạy như bay vào trong. Cậu càng thấy bất an hơn khi thấy phía căn phòng cũ có ánh đèn phát ra. Cậu lẩm bẩm: Có người thuê rồi sao? Nhưng đến khi chỉ còn cách mấy bước thì Tuấn lại nghe thấy tiếng xẻng đào bới. Tuy không lớn nhưng đủ để cậu nhận biết được. Và ánh mắt Tuấn vừa dừng lại ngay cửa phòng thì cậu hét lên. Bên trong căn phòng trọ là hai bóng người, chính là bà Huệ và Nghĩa. Nhưng mà điều khiến cho Tuấn phải thét lên kia chính là thứ mà Nghĩa đang cầm trên tay. Nó thế mà lại là một cái sọ người trắng giả. Hai mẹ con bà Huệ thấy Tuấn
thì như chết đứng. Chiếc sọ người rơi xuống đất, nghe cộp một tiếng. Tuấn trông thấy trên đầu hộp sọ còn có một vết nứt dài. Công an nhanh chóng được gọi đến, và không mất quá lâu để hai người kia thừa nhận hành vi tội ác của mình. Chuyện là vào hơn 10 năm trước, khi nơi đây còn là một dãy trọ cũ, căn phòng này có một cô gái mới 17 tuổi. Vì xa nhà nên lên lớp 12 thì cô tìm trọ để ở thuê. Cô ấy rất xinh đẹp, và sự xinh đẹp này vô tình lọt vào mắt của Nghĩa. Lúc ấy gã mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường. Thế là gã tán tỉnh cô. Lúc đầu thì cô không chịu nên từ chối, nhưng Nghĩa thì không ngừng lại ở đó. Hắn liên tục quấy rối và làm phiền cô. Đỉnh điểm là vào một đêm mưa, Nghĩa trộm chìa khóa của mẹ rồi mở cửa phòng, lẻn vào trong nấp. Lúc cô gái kia đi học về, vừa bước vào thì hắn nhảy xổ ra định cưỡng hiếp cô. Nhưng cô gái chống cự vô cùng quyết liệt. Trong lúc giằng co, Nghĩa xô cô ấy ngã xuống sàn, đầu vô tình va vào thành giường, dẫn đến vỡ sọ mà chết. Quá hoảng loạn, Nghĩa chạy đi tìm bà Huệ. Lúc đầu bà có thảng thốt định báo công an, nhưng bị Nghĩa ngăn lại. Hai mẹ con lợi dụng việc khu trọ đó đang là mùa hè nên ít người ở trong trọ. Thế là hai người chôn xác cô gái kia xuống chính cái nền nhà của căn phòng ấy. Sau đó bà loan tin là cô gái vì không có tiền thuê nữa nên đã trốn đi. Gia đình cô có lên tìm nhưng cũng không còn chứng cứ gì cả. Ròng rã 10 năm trôi qua, tưởng đâu việc ác của hai mẹ con bà Huệ sẽ đi vào quên lãng. Nhưng không, dạo gần đây Nghĩa liên tục nằm mơ thấy cô gái ấy về đòi mạng. Quá hoảng sợ nên gã ta mới tìm về đây xem tình hình ra sao. Bà Huệ đi xem bói thì người ta bảo do hồn ma cô gái được thờ cúng nên linh khí của cô ta mạnh dần, có thể sẽ hại con trai bà. Nên từ đó bà hằng học đòi Tuấn chuyển đi, nhằm mục đích không cho cậu thờ cúng cô gái kia nữa. Chưa hết, ông thầy bói còn mách nước rằng phải đào cái xác cô gái kia lên rồi đem đi đốt ra tro, đổ máu chó mực lên rồi ném xuống sông thì cô ta sẽ không bao giờ làm hại ai được. Đó cũng chính là nguyên nhân của cảnh tượng kinh hoàng mà Tuấn vừa được chứng kiến. Ở đời gieo gió thì gặt bão, hai mẹ con bà Huệ bây giờ sẽ bắt đầu trả giá về những hành vi sai trái của mình. Nhưng có lẽ chưa hết, họ ngoài trả giá về pháp luật thì sẽ còn phải trả giá với cuộc đời, với ông trời. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Phòng trọ oan hồn của tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Đến đây, Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc.